Nhiều vụ cướp manh động và liều lĩnh xảy ra trong những ngày qua, cướp giật ngay trước mặt chủ nhà. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tên cướp xông vào tận nhà dân để cướp, kéo lê cô gái trên đường. Camera ghi lại diễn biến toàn bộ vụ cướp tại đường Phan Trọng Tuệ ở quận Thanh Trì, thành phố Hà Nội vào ngày 4 Tết vừa qua. Một cô gái đang dắt xe vào cửa nhà thì bị một người đàn ông xông vào, giằn mạnh túi xách trên người. Cô gái vẫn cố bám chặt túi xách nên bị kéo lê ra đường. Cuối đoạn clip, một vài người dân trong nhà chạy ra. Lúc này người đàn ông mới buông túi và bỏ chạy.